Vâng ạ, em Thiên Đường Ô Tô Cũ xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với Thiên Đường Ô Tô Cũ trong ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay thì em mới về một cái mẫu xe cho mọi người tham khảo. Chiếc này nhỏ của bà con, cô bác, chị bạn, đây là một chiếc xe Kia Morning. Con này thì có năm sản xuất 2019 nhé mọi người nhé. Với động cơ máy 1.25, xe mang phiên bản số sàn. Một chiếc xe tư nhân, chính chủ, một chủ từ mới sử dụng nhé. Biển của Thái Bình. Là một chiếc xe hoàn toàn không chạy dịch vụ taxi và đặc biệt là một chiếc xe đẹp xuất sắc không lỗi nhỏ nhé. Thì quý bà con các bác mình quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Qua hai số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Hoặc 0866 010 016 để được biết thêm thông tin chi tiết và chốt với giá tốt nhất cho cái mẫu xe này. Xe thì bên em cam kết bảo hành bằng văn bản cho mọi người là hoàn toàn không lỗi này. Đấy, không dịch vụ không taxi này. Con này thì biển của Thái Bình, biển số cũng phải nói là cũng rất là đẹp đấy ạ. 16168 biển số Tiến và biển số Lộc Phát nữa. Đấy. Xe thì được trang bị cái nước sơn màu đỏ đô nguyên bản nha mọi người nhé. Đấy, sơn xi của nó thì cũng được chủ xe tỉa tót như đánh bóng rồi. Đấy. Con này thì được chủ xe độ lên bộ la đăng đúc. Đấy. Cũng như là chúng ta mua cái mẫu xe này thì chúng ta cũng được lợi thế là cái dàn lốp mới này và hệ thống đăng kiểm. Đăng kiểm của xe thì còn dài đến tận tháng 9 năm 2024. Có nghĩa là còn hơn 5 rưỡi nữa, đúng không ạ? Phụ kiện quanh xe được ốp mạ chrome đó. Xe thì nói chung ấy là tổng thành độ cao thấp của xe thì bên em cũng đã tỉa tót cũng như là sơn dặm rồi. Đấy. Xe cũ không tránh được cái vấn đề xước sát thì nói chung là mọi người cũng thông cảm cái vấn đề đó nhé. Xe có trang bị hệ thống màn hình và cũng như là có cam lùi đầy đủ nhé mọi người nhé. Có cam lùi đầy đủ đấy ạ. Đó. Với cái mẫu xe Kia Morning 2019 này thì hiện tại em đang chào bán với giá chỉ có nhiêu 200 thôi. Đấy, nhô 200 đồng thôi các bác nhé. Xin mời mọi người cùng em tiến sâu phần nội thất một chút nhé. Con này thì với cái phần hệ thống nội thất của nó thì được trang bị bộ ống ghế da bọc bê tông hai màu, màu ghi kết hợp với màu viền, bọc viền màu màu xám thì rất là nổi bật. Hệ thống màn hình được trang bị bằng hệ thống màn hình Android. Đó. Táp lô, táp ly cũng như là vô lăng cũng như là mặt cắp còi của xe cũng tương đối khá là đẹp luôn, đúng không ạ? Đấy, những cái ốc bản lề rồi là cái chốt cửa cũng còn rất là mới nha mọi người nhé. Đây, phần tắp ly cánh cửa. Keo chỉ nó là phần hệ thống keo chỉ zin nguyên bản. Đấy, keo chỉ nguyên bản nhá mà mọi người nhé. Đấy. Đây phần hệ thống nội thất đằng sau. Đấy ạ. Khoang hàng ghế đằng sau. Rất sáng sủa và sạch sẽ. Dòng xe Kia Morning là một trong những cái dòng xe phân khúc hàng A cũng được ăn khách nhất thị trường cái giới xe dòng xe phân khúc hàng A. Đấy, vừa nhỏ gọn, vừa tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là một chiếc xe rất là lành và bền. Đấy, gầm bệ máy móc của nó thì là zin nguyên bản nhé mọi người nhé. Đây, đây phần khoang cốp này. Đấy. Đó. Lốp dự phòng và kích lốp đầy đủ. Gầm bệ của nó rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em xin mời mọi người về phần khoang máy nhé. Chúng ta sẽ đi xem chi tiết cái phần khoang máy của cái mẫu xe Kia Morning 2019 này. Vâng ạ. Đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe Kia Morning đời 2019 mọi người nhé. Đấy, hệ thống mặt máy này, đấy, keo đôi trượt của phần mặt máy này, như là ốc và mặt gioăng phần cò tất cả đều chưa có động cơ lên mỏ lết gì cả nha mọi người nhé. Đấy, zin từng con ốc luôn. Đó, hệ thống keo chỉ lắp carbon và hệ thống keo chỉ nguyên bản. Đó, một chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu sử dụng phải nói cũng rất là đẹp cho mọi người lựa chọn nhé. Về chúng ta chạy dịch vụ hay đi gia đình đều được. Đời cũng khá là cao. Đấy. Con này được trang bị động cơ của nó là 1.25 4 máy nhé mọi người nhé. Thì em vừa lên sóng giới thiệu cho mọi người một cái mẫu xe mới về cửa hàng bên em. Đó là một chiếc xe Kia Morning 2019 tư nhân một chủ từ đầu. Xe gia đình sử dụng và bao zin bao lỗ cho mọi người. Bà con cô bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Hoặc 0866 010 016 để được biết thêm thông tin chi tiết và giá cả cụ thể nhé. Xin chào mọi người và xin hẹn lại mọi người trong những cái mẫu gì lần sau ạ.